Quả nhiên giống như Tư Phượng nói, người của Ly Trạch Cung các huynh đều biết pháp thuật này sao? Nói ra thật ngại quá, tại hạ không biết pháp thuật này. Tư Phượng có tài năng hơn người, nhưng đệ tử tầm thường trong Ly Trạch Cung như ta không theo kịp nổi. Lần trước nếu không phải cung chủ ép hắn, thật không biết sẽ ra sao. Chỉ sợ là tiếc cho tài năng trời ban đó thôi. Tư Phượng sao vậy? Tại sao cung chủ các người lại ép huynh ấy? Cũng không có gì, chỉ là để hắn quay về chính đạo thôi. Có điều Tư Phượng, người ngoài không được thăm dò chuyện trong Ly Trạch Cung. Nhược Ngọc, huynh nói nhiều quá đi. Vậy chuyện của Ly Trạch Cung có liên quan gì đến cô? Đúng là không coi mình là người ngoài mà. Cô thì biết gì chứ? Chuyện gì ta cũng biết đấy. Được rồi, có gì mà ta không biết nào? Cô biết gì chứ? Cô biết gì nào? Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Sắp đến cửa ra rồi, đi thôi. Tránh ra, để ta lên trước, ta lên trước, không được lỗ mãng. Linh Lung, Tư Phượng, huynh đừng đi, Tư Phượng. Yên tâm đi, ta đã khỏe rồi. Chắc muội lo cho đám cung Mẫn Ngôn lắm nhỉ? Đúng là muội hơi lo, nhưng muội truyền âm phủ của Thiếu Dương. Chết rồi, bọn Linh Lung xảy ra chuyện rồi. Điều yêu thả chúng ta ra, đợi ta ra được ta xem xử lý ngươi thế nào. Đối yêu ma thả bọn ta ra, đã lúc này rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Linh Lung, nếu toàn cơ với Tư Phượng bị tín hiệu dụ dỗ tới đây, công lực của Tư Phượng mới khôi phục được mấy phần. Trong vòng nửa canh giờ dùng bí thuật dù có vận công điều khí huyết cũng chỉ có thể khôi phục được 3 phần. Lần này xong đời rồi, không phải là tất cả bị tiêu diệt hết chứ. Cẩn thận, đừng qua đây. Thả họ ra. Linh Lung, cẩn thận có bẫy đấy. Là ngươi đánh ta bị thương. Không sai, đồ ngu xuẩn, còn dám ở đây cho mất mặt nữa sao? Cẩn thận. Muội đi cứu người, ta giết hắn, được. Toàn cơ, cẩn thận đấy. Toàn cơ, Tư Phượng. Tư Phượng, Tư Phượng. Tư Phượng. Phượng. Tư Phượng.
Tư Phượng. Ngươi là thứ gì? Ngươi là thứ gì mà cũng xứng để hỏi ta? Song tinh tụ họp ở đây, chuyện Thiên Khư Đường muốn làm, không kẻ nào ngăn được. Tư Phượng, toàn cơ, toàn cơ. Toàn cơ, toàn cơ, toàn cơ. Tư Phượng, Tư Phượng, toàn cơ. Toàn cơ, muội sao rồi? Toàn cơ. Tư Phượng, ta không sao. Toàn cơ làm sao vậy? Toàn cơ, muội ấy chỉ mới luyện được tới tầng 7-8 dương quyết công, chưa ổn định, xảy ra chút chênh lệch, giờ chỉ là mất sức nên ngất đi thôi. Tỉnh dậy sẽ không sao đâu. Thật sao? Sao ta không biết? Sao huynh biết được? Gì mà một chút chênh lệch, vừa rồi suýt thì cô ta hại chết Tư Phượng đấy. Toàn cơ không cố ý, đang vội vàng giết yêu quái cứu người, thế nào là không cố ý, nhất thời tổ hỏa nhập ma mà thôi. Ta không sao, muội ấy không hề cố ý, bây giờ đã diệt trừ được yêu quái, đừng gây chuyện nữa. Được Ngọc, chúng ta qua bên kia xem sao. Tư Phượng, sao huynh lại thả Củ Như Điểu đi? Chúng bị Ngạo Nhân thao túng làm điều ác, bây giờ Ngạo Nhân chết rồi, Củ Như Điểu vô hại. Tên Ngạo Nhân đó đã xử lý sạch sẽ cái đỉnh này, không để lại dấu vết gì, cũng không biết số cỏ trúc dư của chúng dùng để luyện chế cái gì. Còn yêu quái này tự nhận là người của Thiên Khư Đường, lại nói vài lời không rõ ràng, rốt cuộc Thiên Khư Đường này có mưu đồ gì. Không ngờ, 4 năm nay Thiên Khư Đường có vẻ như không còn chút dấu vết nào, mà thực tế lại lặng lẽ làm việc, song tinh tụ họp là gì, cũng khó mà hiểu ngay được. Hay là chúng ta gửi thư về môn phái của mình, nhắc mọi người cảnh giác đi. Cẩn thận đấy. Đây là gì thế? Không sao, đây là gân của Ngạo Nhân, là một vật ngoan cố mà thôi. Nó dính phải máu thịt tươi sẽ quấn lấy không buông, là nguyên liệu cực tốt để luyện chế thừng bắt yêu. Tư Phượng, đã diệt được con yêu quái này, chúng ta về thôi. Về Vọng Tiên Trấn nghỉ ngơi đã. Nếu mọi người không có chỗ ở, thì đi cùng đi. Được. Chủ nhân, huynh vẫn muốn đi thăm Chử Toàn Cơ phải không? Cô ta chưa tỉnh, huynh không yên tâm phải không? Rõ ràng là huynh biết mặt nạ tình nhân chú của huynh không được có suy nghĩ yêu đương, huynh không nên ở lại đây nữa. Chuyện liên quan đến tính mạng ta hiểu rõ hơn cô. Nơi này không có gì đáng để ta lo lắng. Ta đi trả tiền phòng cho ông chủ, rồi về. Thì ra chủ nhân muốn trả hết tiền phòng. Chủ nhân, chờ ta với. Tư Phượng, Toàn Cơ, muội tỉnh rồi sao? Sao rồi?
Ngạo Nhân đâu? Chúng ta được cứu rồi à? Chúng ta được cứu như thế nào vậy? Còn Tư Phượng không sao chứ? Toàn Cơ yên tâm đi, là muội giết Ngạo Nhân, không nhớ nữa à? Muội đã nói lúc đó Toàn Cơ tẩu hỏa nhập ma rồi thì làm gì còn ý thức gì nữa. Toàn Cơ sau này luyện công vẫn phải coi trọng sự vững chắc trước, không được vội vàng quá. Muội cũng đừng nghĩ nhiều quá. Đúng rồi, người dân của Vọng Tiên Trấn nói phải tổ chức yến tiệc dưới lầu để tạ ơn chúng ta. Chắc chắn có rất nhiều đồ ngon đủ đáp ứng yêu cầu của muội. Muội chuẩn bị đi. Chúng ta... Lục sư huynh, nhưng mà muội còn vài chuyện muốn hỏi huynh. Cái đó, Linh Lung, ta và Toàn Cơ còn có chuyện cần nói. Hay là muội xuống trước đi, chào hỏi bọn họ. Ta và Toàn Cơ sẽ xuống ngay thôi. Được. Toàn Cơ có thể có bí mật gì chứ? Cho dù có bí mật thì cũng nên có bí mật với ta. Từ lúc nào mà Tiểu Lục Tử Tư Phượng, huynh đến thăm Toàn Cơ à? Huynh yên tâm, Toàn Cơ tỉnh rồi. Có điều bây giờ có lẽ muội ấy với Tiểu Lục Tử đang có chút chuyện, huynh qua đó không tiện lắm. Chữ Toàn Cơ tỉnh hay không thì liên quan gì đến bọn ta, ai quan tâm chứ? Cô bớt tự mình đã tỉnh đi. Ai quan tâm? Tư Phượng quan tâm đấy, cũng không phải là cô quan tâm. Tư Phượng không quan tâm đâu. Tiên trưởng. Hóa ra các vị tiên trưởng ở đây à? Các vị tiên trưởng có ơn cứu mạng với Vọng Tiên Trấn bọn ta không có gì báo đáp, chỉ có thể chuẩn bị tiệc rượu tạ ơn các vị tiên trưởng. Các vị tiên trưởng không được từ chối đâu. Xin mời. Các vị đi trước đi. Ta đi mời mấy vị kia. Không cần đâu. Muội ta còn có một vị sư huynh khác nữa, có chuyện cần bàn, lát nữa sẽ qua. Được. Nào, xin mời. Muội, vậy chẳng phải giống với chuyện của Cổ Điêu lần trước sao? Sao lại như vậy nữa chứ? Hơn nữa, muội luôn cảm thấy hình như muội đã làm gì đó với Tư Phượng. Lục sư huynh, huynh có thể nói với muội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Lúc đó muội nhằm thẳng vào Tư Phượng, suýt thì... Nhưng mà muội kịp thời dừng tay rồi. Tư Phượng không sao cả, muội không làm huynh ấy bị thương. Nhưng mà muội mơ thấy muội giết người. Người muội dính máu. Nhưng mà sao muội không có tí cảm giác nào chứ? Muội suýt nữa thì muội giết Tư Phượng rồi. Không phải vậy đâu Toàn Cơ, đó chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng suýt nữa nó thành sự thực rồi. Thực ra muội vẫn luôn muốn bảo vệ mọi người, nhưng mà không khống chế được bản thân. Muội rất sợ liệu mình có biến thành một kẻ giết người bừa bãi, sau đó trở thành một con quái vật mất hết tính người hay không. Tuyệt đối sẽ không như vậy đâu Toàn Cơ. Muội bình tĩnh lại đi. Muội tuyệt đối đừng coi giấc mơ là thật. Nhưng mà những giấc mơ đó, ghép giấc mơ đó và những cảnh tượng trong mảnh vỡ lại với nhau thì mọi người lại mời các vị tiên trưởng nào. Nếu không có các vị tiên trưởng ra tay tiêu diệt yêu quái, Vọng Tiên Trấn bọn ta chắc sẽ bị chết đói rồi. Cảm ơn tiên trưởng. Người dân của Vọng Tiên Trấn nói tổ chức yến tiệc dưới lầu để tạ ơn chúng ta. Lục sư huynh, nhưng mà muội còn vài chuyện muốn hỏi huynh. Linh Lung, ta và Toàn Cơ còn có chuyện cần nói. Hay là muội xuống trước đi. Tư Phượng, chúng ta ăn xong rồi đi nhé. Sao lại vội vàng đi thế? Vừa mới ngồi thôi mà. Tư Phượng không phải người không có chừng mực, còn có thể vội vàng tìm chết sao? Huynh dám nói lại từ đó, to gan lớn mật rồi phải không? Được rồi, ăn cơm tử tế đi. Tư Phượng. Tư Phượng, sao huynh không uống rượu cùng ta chứ? Sao huynh nói thay đổi là thay đổi, trở nên lạnh lùng vậy? Huynh đã quên tình nghĩa của chúng ta, quên việc chúng ta cùng giết Cổ Điêu cứu người cá, quên việc chúng ta cùng đi điểm tinh cốc dạy dỗ tên ô đồng rồi sao? Cô đừng nói nữa được không? Cô cái gì mà cô im mồm đi. Cô được rồi, ăn cơm thôi.
cỏ trúc dư, là dùng cỏ trúc dư làm chất đốt. Hóa ra là như vậy. Lục sư huynh, muội sợ lắm. Huynh biết tên người cá kia, hắn nói muội không phải là một cá nhân muội. Nhỡ đâu có một ngày nó không chịu sự khống chế của muội, khiến những giấc mơ kia trở thành sự thật thì phải làm sao? Người cá, muội muốn nói mảnh vỡ của gương vạn kiếp bát hoang, sao muội lại nhắc đến chuyện này? Không phải đã nói là không quan tâm nữa sao? Hạo Thần sư huynh, không cho muội tìm gương vạn kiếp bát hoang nữa. Nhưng mà muội cũng không đưa cho huynh ấy mảnh trong tay muội, bởi vì muội luôn cảm thấy toàn cơ. Có phải muội vẫn giữ lại mảnh vỡ đó không? Chắc chắn là nó đang giở trò. Muội tuyệt đối đừng mắc lừa tên người cá đó. Yêu quái thích nhất là mê hoặc lòng người, tạo ra tâm ma trong người. Chắc chắn là muội bị rơi vào tâm ma rồi. Tâm ma ư? Vậy tại sao tâm ma này cứ phải tìm muội chứ? Sao ta và muội biết được tâm tư làm chuyện xấu của yêu quái chứ? Giống như ngạo nhân khống chế củ như điểu, phá hoại cỏ trúc dư khắp núi. Chúng ta cũng không biết là tại sao nữa. Toàn cơ, đừng sợ, đây không phải là chuyện gì ghê gớm. Chúng ta hủy mảnh vỡ kia đi, xem nó làm sao mà ảnh hưởng tới muội được nữa. Chử Toàn Cơ đáng chết, tại sao cứ gặp phải cô ta chứ? Không thể để Tư Phượng có dính líu gì tới cô ta nữa. Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Lục sư huynh, hay là chúng ta bỏ đi, đưa cho sư phụ? Không được, như vậy cũng không biết sẽ mang lại rắc rối gì cho muội nữa. Không được nói với người khác. Chúng ta thử tiếp xem, nghĩ cách hủy nó đi, để nó trở thành bí mật mãi mãi. Cẩn thận! Lục sư huynh, hình như muội không cử động được rồi. Ta cũng vậy. Chắc là bị chú pháp phản lại rồi. Vậy mảnh vỡ đó đâu? Mảnh vỡ hình như đã bị hủy rồi. Không sao rồi. Nhưng chúng ta thế này, hay là gọi họ đến giúp? Không được. Thế này sao nói rõ được? Không thể gọi họ. Muội sao giải thích nổi? Vận khí. Vận khí giải chú pháp. Tư Phượng, huynh đã quên huynh đối tốt với Toàn Cơ thế nào sao? Toàn Cơ vì huynh chạy đến chỗ Ô Đồng lấy châm mà bị thương. Huynh quan tâm muội ấy bao nhiêu, ta luôn tưởng huynh thích Toàn Cơ. Rốt cuộc huynh làm sao vậy? Không có chuyện gì đâu. Có quy tắc của Ly Trạch Cung, đệ tử không được kết giao với người ngoài, là bổn phận thôi. Bổn phận, được. Vậy hôm nay huynh gỡ cái bổn phận đi. Huynh thực sự đã quên bọn ta rồi sao? Huynh thật sự không để ý bọn ta, không để ý Toàn Cơ rồi. Chuyện vượt quá bổn phận thì gieo nhân nào gặt quả đấy. Không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Được. Được, quên hết rồi. Huynh kỳ cục thì thôi đi. Đừng, người rõ ràng lớn lên cùng ta, trưởng thành cùng ta, sao nói thay đổi là thay đổi vậy? Thay đổi đến chẳng biết gì hết. Thay đổi đến không quen biết nữa rồi. Tư Phượng, hình như ta nhìn thấy có bóng đen chạy qua. Không phải còn có yêu ma chứ? Yêu ma đâu? Yêu ma cô nói đâu? Ta thấy có một bóng đen hình như chạy vào trong rồi. Nhưng ta cũng không chắc có phải không. Xuyên
Toàn Cơ! Linh Lung! Linh Lung! Cuối cùng tỷ cũng đến rồi. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Vừa rồi bọn ta là đang... Trung Mẫn Ngôn, huynh ăn gan hùm hay sao mà dám bắt nạt muội muội ta? Ta không tha cho huynh. Linh Lung, huynh ấy bắt nạt muội không có. Tỷ đừng như vậy. Lục sư huynh không bắt nạt muội. Linh Lung, nếu chúng ta làm phiền người ta rồi, vậy chúng ta đi đi. Cô đừng động vào ta. Ta nói cho cô biết, cô đừng thêm dầu vào lửa. Sao ta lại thêm dầu vào lửa? Hai người đang làm gì? Hai người nói rõ được không? Vừa rồi bọn ta đang là... Trung Mẫn Ngôn, ta giết huynh. Linh Lung, Toàn Cơ, huynh ấy thấy muội không hiểu gì nên bắt nạt muội. Muội còn không biết sao? Không phải, Lục sư huynh không bắt nạt muội. Vừa rồi huynh ấy chính là đang giúp muội. Thật đấy, vừa rồi ta khuyên giải giúp Toàn Cơ là không cẩn thận bị vấp ngã. Muội muốn giết ta, được, ta đứng ở đây, muội giết đi. Toàn Cơ, muội tránh ra, ta giết huynh ấy. Muội muốn giết ta, được. Ta muốn xem muội giết ta thế nào. Tính khí đại tiểu thư của muội nổi lên thì không quan tâm cái gì. Thật sự đủ rồi, muội giết đi. Nhưng muội đừng hối hận, đến lúc muội tỉnh táo lại còn ôm ta mà khóc. Ta hối hận cái gì? Cả thiếu dương đáng ghét nhất chính là huynh. Nếu huynh chết rồi, ta mơ cũng sẽ cười. Linh Lung, tỷ đừng như vậy. Cái này muội cầm lấy phòng thân. Cái này không phải bảo bối gia truyền của huynh sao? Đúng. Đây là nhà ta để lại cho vợ tương lai của ta. Con dao này ở chỗ muội. Con dao này là trước khi muội lên Húc Dương Phong, Lục sư huynh tặng muội. Đúng. Đúng vậy. Ta tặng cho Toàn Cơ đấy. Bốn năm trước đã cho muội rồi à? Bốn năm trước đã cho muội rồi. Ta nói này, thiếu dương đại tiểu thư, không phải đã rõ ràng rồi sao? Hai người họ sớm đã định chuyện chung thân rồi. Cứ chàng chàng thiếp thiếp như vậy thôi, có gì ghê gớm đâu. Toàn Cơ, huynh ấy đã đưa đoản kiếm gia truyền của nhà mình cho muội. Xem ra muội sẽ làm dâu Trung gia thật rồi. Giữ cẩn thận nhé. Trung Mẫn Ngôn, nếu đã vậy thì hãy bỏ cái dáng vẻ phất phơ của mình đi, đối xử thật tốt với Toàn Cơ. Nếu huynh không tốt với muội ấy, ta tuyệt đối không tha cho huynh đâu. Linh Lung, Tư Phượng, chúng ta cũng đi thôi. Cáo từ. Tư Phượng. Tiểu Ngân Hoa, lần này cô hài lòng rồi chứ? Ta thừa nhận mình cố tình dụ huynh đến đây, nhưng cô ta không hề xứng đáng để huynh phải bận tâm, không phải ư? Vốn không cần cô can dự. Tư Phượng! Tư Phượng! Tư Phượng! Tư Phượng, huynh đừng đi, muội có lời muốn nói với huynh. Xin lỗi, ta không rảnh. Tư Phượng, chúng ta 4 năm không gặp, muội không muốn phải chia tay huynh như vậy. Ta và muội chỉ là người chung đường, cần gì phải bám lấy, đỡ bị liên lụy. Tư Phượng, Tư Phượng, đừng động vào. Đây là gì vậy?
muội khóc sao? Không cần huynh lo, ta có lời muốn nói. Vừa rồi không phải tại muội nổi đoá lên thì ta cũng đã nói rõ được rồi. Đúng vậy, là ta ngu, ta ngốc, là ta không nhìn thấu được. Muội cứ phải như vậy sao? Chúng ta không thể nghiêm túc nói chuyện à? Muội nghe ta nói xong được không? Trung Mẫn Ngôn, trong mắt huynh, ta chỉ là đại tiểu thư, càn quấy, tùy tiện sao? Trong lòng huynh, rõ ràng là coi thường ta, sao còn phải miễn cưỡng? Dù sao thì ta cũng chẳng để tâm đến người không liên quan. Sau này huynh đi đường dương quan của mình, ta đi cầu độc mộc của ta, như vậy được rồi chứ? Muội cứ một hơi nói hết xong là không cho ta nói à? Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng vậy, mỗi lần tức giận là không thèm để tâm gì cả, chỉ cần có lý là không chịu nhường, không có lý thì càng cố chấp. Muội biết ta muốn nói gì không? Thôi đi được rồi đấy, Lục Yên Nhiên kia còn hiểu đạo lý hơn muội ít nhất được lắm. Huynh so sánh ta với Lục Yên Nhiên, coi như uổng công ta quen biết huynh mười mấy năm qua. Huynh chỉ biết nhìn à? Mau giúp đi. Vô dụng thôi. Gân ngạo nhân chỉ cần chạm đến da thịt là sẽ bám chặt không buông. Nó sinh ra từ máu thịt còn chưa được luyện hóa. Nếu nó không chịu tự buông ra thì chúng ta làm gì cũng vô ích. Người thích máu thì ta sẽ cho ngươi máu. Bỏ cô ta ra, bám lấy ta đây này. Nó vẫn không có động tĩnh gì. Yên Nhiên, ta thấy gân ngạo nhân vẫn thích máu của toàn cơ cô nương hơn. Vô dụng thôi. Ta không tin đâu. Nó không sợ đau à? Không chặt đứt được à? Vẫn không được. Cô vui lắm à? Không chặt đứt được nó thì chặt đứt tay cô cũng được đấy. Hôm nay đã đủ nhức đầu rồi. Là cô ta hại huynh. Chử Toàn Cơ, muội gây ra một đống phiền phức như vậy, còn cười cái gì? Huynh nhận ra sao? Hôm nay đúng là muội đã gây ra rắc rối. Muội cười trên nỗi đau của người khác là sai, nhưng như vậy Tư Phượng không cần đi nữa, muội đương nhiên là vui rồi. Dù sớm dù muộn vẫn phải đi, có gì khác nhau? Đừng nói mấy lời vô ích nữa. Khác mà, vừa nãy cô ấy muốn chặt tay muội, huynh còn bảo vệ muội mà, chứng tỏ huynh vẫn quan tâm lo lắng cho muội. Muội vui lắm. Muội nghĩ nhiều rồi. Không để Yên Nhiên chặt tay muội là vì chặt cũng chẳng có tác dụng gì. Lẽ nào ta phải kéo theo đoạn tay đứt của muội đi khắp nơi ư? Tư Phượng, chúng ta đừng ở đây cãi nhau nữa. Hiên Viên Phái không phải cách đây không xa sao? Trụ Thạch trưởng môn hiểu biết sâu rộng, đạo hạnh lại cao thâm, nhất định sẽ có cách mở gân ngạo nhân này. Chỉ còn cách như vậy thôi. Hôm nay mọi người đều mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chúng ta cùng đến Hiên Viên Phái. Vậy cô ta thì sao? Ta nói cho cô biết, không cho phép cô ở cùng phòng với Tư Phượng. Nghe thấy chưa hả? Vậy tối nay muội ngủ ở đâu? Tư Phượng, chuyện là muội buồn ngủ quá, cái ghế đó không ngồi được. Mau ngủ đi. Tư Phượng, vậy huynh ngủ ở đâu? Không cần muội lo. Ngày mai ta sẽ nói rõ ràng với Trung Mẫn. Hôm nay muội không còn cách nào nên mới phải ngủ nhờ ở đây một đêm. Tư Phượng, muội đang muốn hỏi huynh chuyện muội và Lục sư huynh. Huynh nói xem tại sao Linh Lung lại tức giận như vậy, tỷ ấy lại còn gay gắt với Lục sư huynh như thế. Muội thấy Lục sư huynh tốt mà. Muội không biết tình là gì, đừng nghĩ nhiều nữa. Ai nói muội không biết chứ? Muội cũng có người muội thích. Muội thích Lục sư huynh. Không phải là muội buồn ngủ rồi sao? Còn không đi ngủ đi. Bây giờ muội không thấy buồn ngủ nữa, bởi vì muội không thể hiểu được. Mặc dù nói muội thích Lục sư huynh, nhưng mà Linh Lung, tỷ ấy và Lục sư huynh đều quan trọng như nhau, cho nên muội không muốn một trong hai người họ không vui. Nhưng lần này hai người họ cãi nhau gay gắt như vậy, hình như là vì muội thích Lục sư huynh ấy.
Huynh nói xem có phải Linh Lung rất ghét, không thích Lục sư huynh không? Cho nên tỷ ấy nghe thấy muội nói thích Lục sư huynh, tỷ ấy mới tức giận như vậy. Tư Phượng, huynh thông minh như vậy, huynh có thể giúp muội nghĩ cách, có cách nào có thể làm cho Linh Lung cũng thích Lục sư huynh không? Ta không có hơi sức đâu mà nghe chuyện của muội và Trung Mẫn Môn. Nếu như muội không thấy buồn ngủ thì đi ra ngoài đi. Muội buồn ngủ. Còn chưa viết thư cho Hạo Thần sư huynh nữa, Tư Phượng cũng không quan tâm đến mình. Phải viết thư cho Hạo Thần sư huynh đã. Hạo Thần sư huynh không có thời gian viết thư là vì mấy ngày nay bọn muội gặp phải yêu quái. Có điều đã giải quyết được rồi, muội sẽ báo cáo chuyện mấy ngày nay cho huynh. Thứ nhất, muội gặp lại Tư Phượng, nhưng mà huynh ấy không để ý đến muội, còn cứ muốn bỏ đi. Có điều bây giờ huynh ấy không đi được nữa rồi, muội lại vui lắm. Hy vọng lần này muội có thể cứu được bằng hữu quan trọng của muội. Hai là Linh Lung và Lục sư huynh cãi nhau rất gay gắt. Mặc dù Linh Lung cũng đã nói rằng tỷ ấy và Lục sư huynh bát tự không hợp, nói không được hai câu là cãi nhau, cãi xong rồi là ổn. Bọn họ đều nói với muội là không cần lo lắng. Nhưng mà nếu hai người họ có thể luôn hòa thuận, tương thân tương ái được thì tốt hơn. Toàn cơ, muội làm gì vậy? Muội lửa. Tư Phượng, sợi gân này lửa có thể đốt ngắn nó lại. Đừng. Tư Phượng, muội đã nói mà, nó càng ngày càng ngắn rồi này. Tay... Tư Phượng, vết thương của huynh không sao chứ? Muội xem thử vết thương của huynh nhé. Chử Toàn Cơ, sao muội vẫn không biết chừng mực gì vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân, không phải muội và Trung Mẫn Ngôn ước định chuyện chung thân rồi sao? Sao muội có thể như vậy? Chỉ là muội muốn xem vết thương của huynh, không cần muội quan tâm. Là chiếc chuông, không phải huynh nói mất rồi sao? Mất hay không thì liên quan gì đến muội, dù gì cũng chỉ là thứ đồ vô dụng thôi. Ta cũng không biết tại sao nó còn ở trên người ta. Cả món đồ lớn như vậy ở trên người huynh mà huynh cũng không biết sao? Mỗi ngày huynh đeo nó mà không có cảm giác gì à? Chủ Toàn Cơ, sao muội hỏi lắm vậy? Sao ta biết được? Muội đói rồi à? Ta gọi cho muội chút gì đó ăn nhé. Được. Ngon quá. Tư Phượng, huynh lại gần đây chút đi, phối hợp với muội đi, nếu không muội không ăn được. Thế này ăn nhanh hơn, ăn xong thì mau ngủ đi. Huynh không ăn sao? Không mở miệng ra đi. Món này ngon quá, huynh cũng nếm thử đi. Không cần đâu, huynh thử đi mà. Ngậm miệng lại, ăn đi. Tư Phượng, ngậm miệng lại không ăn được đâu. Muội có muốn ăn nữa không đây? Muội muốn uống canh. Ăn cái kia.
cái kia. No chưa? No rồi. Tư Phượng, Huynh nhìn nó này. Nó biến dài ra rồi. Huynh xem đi. Đừng nghịch nữa, mau ngủ đi. Hạo Thần sư huynh, không có chuyện đặc biệt gì xảy ra, nhưng cá nướng ngon thật đấy. Bọn muội ăn lẩu cay vui lắm. Thứ ba, bọn muội đã giúp người dân trong Vọng Tiên trấn giải quyết yêu họa củ như điều. Dân trong trấn rất biết ơn bọn muội, muội vui lắm. Cỏ trúc dư ngon như vậy mà bị lãng phí thật là tiếc quá. Đúng rồi, đám củ như điểu này bị một con ngạo nhân yêu của Thiên Khư Đường thao túng. Ngạo nhân yêu nói tới song tinh tụ họp gì đó, bọn muội không hiểu gì hết. Tư Phượng, bóng của huynh đẹp thật. Muội quên mất, hình như huynh không thích người khác khen huynh lắm. Hồi đó, muội bảo huynh cười trông đẹp lắm. Huynh còn tức giận. Nhưng muội cảm thấy huynh cười rất đẹp mà. Nhưng lần này chúng ta gặp lại nhau, muội lại không thấy huynh cười nữa. Muội lo cho huynh lắm, muội không biết huynh đã trải qua chuyện gì, muội cũng rất hối hận, cảm giác như muội đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Tư Phượng, muội thấy lạ lắm. Tuy huynh ở ngay trước mặt muội, nhưng muội vẫn rất nhớ huynh. Tư Phượng, Tư Phượng, Tư Phượng, ngủ rồi à? Tư Phượng, mặt nạ của huynh cũng khác cái trước kia. Đừng động vào. Sau này, muội không thể nhìn mặt của huynh nữa sao? Chúng ta cũng không thể quay lại như trước à? Tìm vương vạn kiếp bát hoang sẽ rơi vào dục vọng và chấp niệm, bị nhốt trong tâm ma, không có lợi cho việc tu hành. Mỗi lần lục sư huynh dỗ dành người khác đều dùng chiêu này, lần nào cũng thành công. Sao thế Tư Phượng? Huynh thấy khó chịu chỗ nào à? Không, ta chỉ thấy nực cười thôi. Nực cười? Quá khứ, thuở trước, cũng không có cách nào quay lại. Chử Toàn Cơ, tại sao muội còn đến gây rối? Ta rời cung rèn luyện lần này, người mà ta không muốn gặp nhất chính là muội.
chúng ta không nên gặp lại. Tại sao? Tại sao? Vậy muội nói cho ta biết. Tại sao muội lại chọn Trung Mẫn Ngôn? Chọn Lục Sư Huynh là ý gì vậy? Tại sao muội thích huynh ấy? Huynh hỏi tại sao muội thích Lục Sư Huynh sao? Vì muội thấy con người Lục Sư Huynh vô cùng tốt. Muội rất muốn gặp huynh ấy. Ở cùng huynh ấy rất vui. Muội muốn được ở cùng huynh ấy mãi. Huynh ấy... Mà muội và huynh ấy có bí mật đấy. Đủ rồi. Đừng nói nữa. Ta đã biết rồi. Là huynh hỏi muội trước mà. Sao huynh lại tức giận thế? Chử Toàn Cơ, cảm ơn muội đã nói cho ta biết. Tư Phượng, ta mệt rồi. Cũng muộn rồi. Ta muốn ngủ.